Chào bạn, bây giờ mình sẽ chỉ bạn cách làm một hộp thư vi tính email trong Gmail. Thì mình mở chương trình Yonex trước, sau đó thì mình vô www.gmail.com, bấm Enter. Thì trong cái phần này á, thì mình tới xuống cái chỗ dưới đây nè. Cái này là của mình là trong tiếng Anh, nhưng mà nếu mà ở bên Việt Nam hay ở nước của bạn có đó thì mình tới cái khúc chỗ này, nó ghi là làm tạo một cái tài khoản, bấm vô đây thì mình sẽ tạo một cái tài khoản mới. Thì ở đây mình ghi là tên của mình. Ở bên này đó họ. Rồi ở phía dưới ở dưới đây á, cái hàng thứ hai á thì mình ghi vô là cái tên của tài khoản mình muốn chọn nó cái gì cũng được hết. Thì trong trường hợp này á, mình muốn lấy thử là Tenders. Thì đây là nguyên cái tài khoản attendees 2002 a@gmail.com. Sau đó ở phần dưới đây là mình ghi vô cái số mật khẩu của mình. Và mình ghi lại số mật khẩu của mình một lần nữa. Dưới đây thì mình ghi à đó, nếu mà mình ghi không có đúng đó, thì cái mật khẩu nó sẽ hiện lên cái màu đỏ ở đây là mật khẩu không có đúng với cái mật khẩu phía trên mình đã ghi, và mình ghi lại. Và dưới hàng dưới đây đó, thì mình ghi vô ngày sinh tháng đẻ của mình. Mình có thể là mình không cần phải ghi ngày sinh tháng đẻ đúng, nhưng mà nếu mà một khi mình đã ghi vô đây ngày sinh tháng đẻ đó thì mình nên nhớ là mình đã ghi vô đây là ngày mấy tháng mấy, để sau này có mà mình mà quên mật mã đó thì những cái tin tức nào mà mình đã ghi trong đây đó, mình nhớ thì mình có thể là lấy lại được cái tài khoản đó, xin lại được cái mật khẩu mới và lấy lại cái tài khoản đó. Ở phần đây á, thì mình có thể là chọn cái giới tính của mình, và mình sau đó ở phía dưới đây thì mình phải ghi cái số điện thoại của mình để cho Google, nó sẽ Gmail nó sẽ gửi lại cho mình một cái tin nhắn. Trong cái tin nhắn đó đó thì nó sẽ có cái số mà để nó xác định là mình đã làm cái tài khoản này. Phần dưới đây mình có thể là ghi cái tài khoản của cái email hiện bây giờ mình đang sử dụng. Nếu bạn có đó thì bạn nên ghi vô để sau này tài khoản nó có bị mất hay gì á, hay là quên mật khẩu á, thì mình sẽ xin Gmail lại, nó sẽ gửi cái tin nhắn cho mình và mình sẽ lấy được lại cái mật khẩu. Còn nếu không á, thì mình không cần phải ghi cái gì hết. Ở phần dưới đây á, thì mình phải ghi là cái chữ mà nó hiện phía trên đây, nó hiện chữ gì á, mình ghi vô thì chữ đó. Còn nếu mà hả cái chữ nó khó đọc quá đó thì mình bấm ở cái hình này. Khi mà bấm hình này đó, thì cái chữ ở phía trên đây đó, nó đổi thành khác. Mình cứ bấm hoài cho tới khi nào mà mình cảm thấy cái chữ nó dễ đọc á, để mình ghi vô á, thì mình ấy ví dụ như chữ này
thì mình ghi giống vậy. Rồi, mình ghi cái chỗ ở của mình ở đâu. Ở dưới đây mình chọn hai cái khung này là mình đã đọc cái luật của Google nó ghi. Bấm Next. Khi mà bấm tiếp tục thì nó sẽ hỏi mình cái số điện thoại của mình là số mấy, để nó gửi tin nhắn cho mình. Sau đó sẽ xác định được là cái tài khoản này là của mình. Thì trong đây mình sẽ ghi cái số điện thoại của mình. Mình ghi cái số nước trước, thường thường là hai số 0 trước, sau đó cái mã số nước. Mã số nước ở Việt Nam là 84, sau đó cái số 0 thì mình bỏ. Giờ mình ghi cái số điện thoại của mình vô. Bấm tiếp tục. Thì mình vừa bấm tiếp tục thì khoảng chừng trong vòng 1 phút nó sẽ gửi cho mình cái tin nhắn mới. Đó, nó vừa gửi cho mình tin nhắn mới, chưa tới 1 phút nữa, có mấy mươi giây thôi à. Thì mình sẽ ghi vô trong đây. Cái số, mã số mà Gmail nó, Google hoặc là Gmail nó gửi cho mình. Bấm Continue. Thì tiếp tục, mã số đã được xác định, tài khoản đã được xác định, thì mình sẽ vô trong cái chỗ này. Mình có thể là bỏ hình của mình vô trong cái tài khoản Gmail này, hoặc là không bỏ. Nếu mà mình bỏ vô bấm chỗ này, còn nếu mà mình không bỏ thì mình bấm tiếp tục. Sau đó sẽ tới cái phần welcome mình vô tới sử dụng Gmail, thì mà bấm tiếp tục tới Gmail. Sau khi bấm xong thì mình đã vô trong cái tài khoản email của mình. Chỗ này nó sẽ có phần nó chúc mừng mình là đã làm thực hiện thành công. Mình có thể học hỏi, mình bấm tiếp tục. Nó chỉ cách mình xài như thế nào. Đó, bấm Next thì nó tiếp tục chỉ. Còn thôi mình bấm cái dấu gạch chéo này, tắt đi cái khung này. Rồi chỗ này là cái tour. Nếu mà muốn học thì bấm vô trong đó. Còn bây giờ mình không muốn học thì thôi, vậy thôi. Mình đã vô được trong cái tài khoản của Gmail của mình. Thì mình sẽ nhận được 3 cái email có sẵn của Gmail nó gửi cho mình. Mình không muốn á, mình muốn đọc thì mở ra mình đọc, còn không muốn đọc á thì mình bỏ hết. Khi mà mình bỏ, chỗ đây có cái thùng rác thì mình bấm bỏ. Còn mình muốn viết cho ai, mình bấm chỗ compose. Bấm cái chỗ nút đỏ này, mình bấm rồi mình ghi vô cái email của cái người mình muốn gửi tới. Đó, sau đó mình sẽ bấm chữ send là gửi đi. Nhưng nếu mà mình không muốn bấm gửi đi thì mình có thể là thêm một cái hình ảnh nào đó. Bấm cái này, cái nút này, cái hình, cái đồ kẹp giấy á. Giờ mình có thể là chọn ảnh trong cái máy của mình. Mình chọn rồi mình gửi đi thôi. Mình chọn rồi mình bấm chọn ảnh, xong mình bấm mở.
thì nó sẽ bỏ cái tấm hình vô trong cái thư của mình gửi đi. Sau đó mình bấm gửi đi, send, thì cái người bên kia sẽ nhận được cái email của mình. Mình có thể bấm coi lại cái email của mình mới vừa gửi đi đó. Thì cái người nhận được á, họ sẽ nhận được như vậy với lại tấm hình nữa. Họ chỉ cần bấm vô họ sẽ thấy được cái hình. Ok, chỉ đơn giản như thế thôi. Chúc các bạn thực hiện thành công. Bye.